Thanh Hải xin chào mừng cô chú anh chị em đã đến với Hứa Hậu Giang Vlog nha. Các bạn cô chú ơi, bữa nay Hải qua chia sẻ một xíu á, bán bông chết của Hải cho còn được mấy chục chậu hết trơn cô chú ơi. Đây là như giao cho người ta nè cô chú. Cái giao á, giờ xong rồi. Bữa nay mình cũng chuẩn bị Tết nhất cô chú ơi. Hôm nay mình quay á. Mình làm cái chia sẻ cô chú á. Mình tận dụng cái chậu này mình làm cô chú, mình làm xong á, mình lấy cái anh thọ cũng hơi bán hết trơn gì hết trơn nè. Giờ lên những cái mình tận dụng là mình chơi luôn ha, còn chắc mấy chục chậu còn cỡ 60 chậu cô chú. Bây giờ chắc anh xây lại cô chú em ha. Bữa nay mình vô tận cảnh luôn cô chú. Hết rồi, hết con chơi luôn, bán không còn gì để chơi luôn rồi đó cô chú ơi. Bây giờ mình chia sẻ cái này cho hai em nè. Mình chơi Tết là mình để trong chậu lá sen á. Mình sắp sẵn luôn. Coi mình phải làm nè đó. Cái chậu cái mình bỏ đất của chú mình dung dung gì đó nha. Cái dòng thành này nè mình ở chỗ ở ngoài cho nó thấp ở trên nó cao chú. Mình làm gì nè, mình làm trên giữa nó mô của chú mà sắp nó tròn tròn á. Sắp nó tròn tròn làm cái mô đâu mình để mình sắp đó chứ. Cái này cái nhúc nè. Mình dở ra mình xây lên. Rồi cây nào cao làm trước. Cái này bên chồng cương là mình đi ra cái này của chú nè. Này cũng chưa hết nghỉ nữa nè. Cái tùm lùm tròn do như cái mâm xoay của chú ha. Hãy làm nha. Mình giải ra dựng lưng của chú mình trồng như thế luôn nhé. Tết cho nó đẹp đẹp của chú ha. Phải dính giữa một chậu thì mình xây tròn tròn cho đẹp. Có cô chú nào mà chậu mà chậu mình sang chia sẻ mình xây nè, cặp mé trước cô chú nha, để xuống giữa rồi xong cái cặp mé mình xây gì ở trên nữa, cắt cho mùi xuân tí ha cô chú ha. Ui trời ơi, cái này xè cái đẹp của chú đó. Hai bà cô chú hay cho cô Hải làm luôn nha, hay lâu thấy cô chú nè, đúng thời gian tí. Trong mình trồng ngã xuống nó thấy gì nó đẹp. Mình chậm mình cho nó ngã xuống cỡ 30 độ được rồi, nó đẹp á. Cái nào cao quá mình thấy đất cho nó thấp xuống tí. Nó tròn cái chậu của chú. Chỗ nào thấp thì mình chim lên, nó cao lên, nó đậm lại. Chỗ đậm cao. Ừ.
mình xây tròn tròn mới đẹp. Rồi chụp xuống trứng nha, xây tròn khẩu tròn. Cái này lúa chơi Tết này của chú ha. Trồng ngã ra 30 độ. Nhìn thấy trồng rồi. Dạ không anh, không có nói chân. Dạ rồi rồi, cảm ơn nhiều anh ơi. Tết này thì lên thấy cái mùa xuân này của chú ha. Úi trời ơi, nhức đâu. Là mình ngã cho nó chín 30 độ thôi thì vừa, nó xây cái cổ chậu đẹp chứ mình ngã quá thì nó không được. Thì vừa nó mình cân cân thế nó. Mình đang đi kiếm nè, chậu nó xuống nữa. Hôm nay bông chỗ hải lúa là bị chú phun đất quá nè, cũng được quá. Bắn hết trơn à, chứ ngoài chợ sao không gì nữa cô chú. Ở ngoài chợ đó người ta thấy còn cũng trầm mê, quán được nhiêu đâu. Tại vì ở đây nó hải bán thì nó mới nới á, mình ủng hộ nữa. Thôi chú ha, hãy làm như nè, mình phải ngã cho nó 30 độ thôi chú nha. Đó. Mấy hai chữ nó làm xong còn quay đi chở ra bọc thọ ra cô chú. Cái này mình lấy mình bán 30 nha cô chú nha, bán 30 á. Nó cái này giao trên cô chú nè, giao trên. Cái này giao rồi luôn nè, hồi đi giao nè. Còn chỉ con chồm nhỏ nè cô chú nè, con chồm nhỏ nè. Cái dương này để mình thí nghiệm chơi. Mày chỉ còn được 30 chậu của chú. 30 nữa rồi. Chỗ chú ra cho em xem. Hải đang trồng cái hộp của bạn Thái không? Kinh không? Đây. Quá tuyệt mỹ luôn. Rồi Hải cái đăng lên bên TikTok một clip gì bông hồng đẹp quá. Rồi mình sẽ chọn cô chú, sẽ chọn trong là mình cầm được cái cao hơn tí nha. Mình chờ nhau luôn. Như thành một cái mâm xôi của chú. Không phải dẹp dọn rồi quay qua ấy, phải đi ruộng nó đi đồng á. Ở đây mình nông dân cái mình đó. Đó đẹp á không? Xem xe giờ đẹp quá nè. Để tôi ngã nhắn xuống cái là nó như con sôi lắm. Phải lựa cho nó xuống với nhau. Mình làm này phải là bây giờ trước á, nghĩa là mình làm trước cái cây của mình á, nó có cái đà xong mình chất lên nó dễ một chút ha.
Hôm nay Hải Lobo có hai chiều có quay hướng dưới anh chị em làm cái lúa cây khô á. Tại còn đi chơi bông bữa nay thì phải để thân ruộng đồng của cô chú. Cái clip nữa Hải làm cây nha. Chú xem Hải làm cây mỹ nghệ cho mình trên trong nhà. Tết rồi cô chú nha. Là hương sương mình không tưới nước chiều, tưới nước rồi chú ơi. Rồi biết cái lùm lùm nó cho nó xứng chen bông vô luôn. Đang mình đăng kiến cho chú ơi. Ok. Vì chắc về được không cần bỏ đất của chú anh này thì được cái bầu có sẵn rồi đó. Mình chỉ có là chim cái mèo nó ăn cái giờ nó đụng sắp ok thôi. Thành quả của hai lúa của cô dành của chú ơi. Hãy rửa tay với chú xem nha. Lứa bông mà có người cũng đặt cái này có chút thằng Thái làm á để bán 30 chơi. Nãy giờ hãy làm với cái này tùm lum hết chưa? Bông hồng đẹp ghê chưa? Và thành quả của Hải đấy các bạn cô chú á. Cái chậu Hải làm hay ông chưa có sơn á. Chưa coi thành quả của Hải làm nha. Máy chối quá. Trời lên á, lên á. Hải hứa hay là clip mỗi ngày á, ngày Tết á, ngày clip lên xong á. Cho cô chú chị em xem á. Cái này Hải đi giao cho nên cô chú nha. Hải đi giao ngoài xe ngoài đó nữa. Mà lạnh những con sâu nha. Rồi đó. Rồi cái này á cô chú mà làm như cái này Hải nè, không như nhỏ nhỏ mình cái này của Hải tới 1 mét mét mấy không? Mình làm chở nhỏ mình làm chơi cỡ 6 tấc cũng được. 6 tấc cỡ đâu 7 mấy cây được rồi. Nè. Để cô chú ha. Cô chú thấy được không? Nè. Mình như cái mâm xoay của chú ha. Rồi chắc video này Hải tạm dừng tại đây nha. Hãy hẹn cô chú anh chị em video sau. Một ngày gần Tết, ngày 25 tháng 12 năm 2022. Hãy không quên kính chúc cô chú anh chị em được sức khỏe bình an nha, gần sự an lành nha. Hãy xin chào, hẹn cô chú video sau của ngày mai nha, ngày 26 tháng 12 mới nha. Cô chú anh chị em xem chưa đã buồn nha. Hãy làm như gì hãy đưa cái phim chân thật không à. Để cô chú xem cảm thấy gần gũi với Hải hay lúa Hậu Giang hơn gì đó. Xin chào, bye bye, bye bye. Chúc cả nhà vui vẻ.